Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ngày 22 tháng 11, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Trên vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Không khí lạnh mạnh liên tục tăng cường, khiến nhiệt độ miền Bắc giảm sâu và kéo dài. Đợt rất đậm rét hại này nên nhiệt toàn miền phổ biến từ 7 đến 10 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3 đến 6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và khả năng xuất hiện băng giá mưa tuyết cơ quan khí tượng cho biết đã rét đậm rét hại diện rộng ở bắc bộ và bắc trung bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới trong bản tin dự báo khí hậu thời hạn tháng trên phạm vi toàn quốc của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng lưu ý, thời kỳ từ ngày 21 tháng 1 đến 20 tháng 2 năm 2024, không khí lạnh tiếp tục hoạt động đặc biệt có cường độ mạnh trong 10 ngày cuối tháng 1 này. Đồng thời, cơ quan khí tượng cũng lưu ý tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến cao hơn từ 10 đến 20 mm. Các khu vực còn lại thấp hơn khoảng 5 đến 10 mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, dự báo xa hơn về diễn biến khí hậu những tháng tới, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, năm 2024, hiện tượng Enino có khả năng còn duy trì đến hết mùa xuân với xác suất khoảng trên 90%. Sau đó có xu hướng chuyển dần sang trạng thái trung tính vào những tháng mùa hè với xác suất khoảng 60 đến 70% trong nửa cuối năm 2024. Nhiệt độ mặt nước biển khu vực xích đạo trung tâm Thái Bình Dương có xu hướng giảm dần và trạng thái NSO có khả năng chuyển sang La vào các tháng cuối năm 2024. Nhận định xu thế khí hậu từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết giai đoạn này trên biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới. Dự báo không khí lạnh hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm nên khả năng xảy ra rét đậm, rét hại từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024 ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, cần đề phòng các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh gây rét đậm, rét hại trên diện rộng và nguy cơ xảy ra băng giá, mưa tuyết ở khu vực vùng núi cao Bắc Bộ. Ngoài ra, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ trong mùa đông xuân 2023-2024 có khả năng xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết. Ông Lâm cũng cảnh báo, thời kỳ này khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông, lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt trong các đợt gió mùa Đông Bắc tràn xuống nước ta đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng những hiện tượng này trong các tháng chuyển mùa tháng 4, tháng 5 năm 2024. Bên cạnh đó, hiện tượng nắng nóng tại khu vực Nam Bộ, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 2 đến tháng 4 có khả năng xuất hiện mưa trái mùa, do vậy tình trạng khô hạn còn tiếp diễn trong thời kỳ này. Theo ông Lâm, mùa mưa tại Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện phù hợp với quy luật khí hậu từ tháng 6 năm 2024, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình. Ngoài ra, từ tháng 1 đến tháng 6 trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn khoảng 1 đến 1,5 độ so với trung bình nhiều năm. Nhận định xu thế nhiệt độ lượng mưa từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2024, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền có khả năng ở mức sấp xỉ so với trung bình nhiều năm và có khả năng tập trung nhiều vào thời kỳ nửa cuối mùa mưa bão. Từ tháng 7 đến tháng 9, bão và áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Từ khoảng tháng 9 đến tháng 12, sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung và khu vực phía Nam. Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2024, thời tiết nắng nóng tiếp tục xảy ra chủ yếu ở khu vực Bắc và Trung Bộ. Nắng nóng có thể xảy ra nhiều hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong nửa cuối mùa mưa bão năm nay, tại khu vực Trung Bộ, lượng mưa có khả năng ở mức sấp xỉ đến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Cũng thời kỳ này, tổng lượng mưa tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc có xu hướng sấp xỉ với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Thời kỳ từ tháng 10 năm 2012, tại các tỉnh thuộc Trung Bộ, lượng mưa có khả năng ở mức cao hơn, các khu vực khác lượng mưa ở mức sấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.